Xin chào tất cả các bạn. Ngày mai thì đã là ngày 20 tháng 11 rồi và tất cả chúng ta đều biết ngày 20 tháng 11 đó là ngày Nhà giáo Việt Nam. Và nhân cái dịp đặc biệt này thì Ninh cùng với guitarist Ngọc Linh đã có mặt và thực hiện một cái video clip rất là muốn được gửi đến tất cả các thầy cô giáo nói chung và đặc biệt là những người thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em từ ngày mà chúng em còn rất là bé đến tận khi chúng em trưởng thành. Xin chúc tất cả các thầy cô giáo sẽ luôn luôn có sức khỏe, có niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt đó là cái ngọn lửa yêu nghề mãnh liệt để có thể bước đi trên con đường trồng người. Và ngay bây giờ thì Ninh rất là muốn được cùng guitarist Ngọc Linh sẽ gửi đến tất cả các bạn và các thầy cô giáo những cái bài hát mà ngày xưa đã gọi là những cái bài hát nằm lòng. Mỗi lần mà được biểu diễn văn nghệ thì Ninh rất là say mê hát những bài hát này. Và bài hát đầu tiên đó là một ca khúc rất là quen thuộc của nhạc sĩ Vũ Hoàng, mang tên Bụi Phấn. Xin mời các bạn và các thầy cô giáo cùng lắng nghe. Khi thầy viết bằng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng? Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Khi thầy viết bằng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng? Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Vâng, ở bài hát này có quen thuộc không? Mình nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây khi nói đến bài hát Bụi Phấn này thì đều đã từng ít nhất là một lần hát bài hát này trong những cái dịp 20 tháng 11 ở trong cái giờ sinh hoạt trong lớp đúng không? Và một bài hát nữa mà mình rất là muốn được hát tặng các bạn học sinh hay các bạn sinh viên năm cuối sắp phải rời xa nhau. Một ca khúc hết sức là nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương mang tên Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, và hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời. Bởi vì các bạn biết không, cái thời học sinh
nó là một cái khoảng thời gian mà tất cả chúng ta sẽ nhớ mãi và nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Hãy biết nâng niu và trân trọng những cái tình cảm tốt đẹp mà các bạn khi mà các bạn đang còn ở bên nhau các bạn nhé. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương người, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù biết sẽ luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù biết sẽ luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.
Vâng, xin cảm ơn guitarist Ngọc Linh và xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip vừa rồi của mình. Và một lần nữa xin chúc tất cả các thầy cô giáo sẽ luôn luôn có sức khỏe, có niềm vui trong cuộc sống, có cái ngọn lửa nhiệt huyết trên con đường chồng người của mình, và sẽ luôn luôn khiến cho những thế hệ học trò tiếp theo trở lại thành những cái thế hệ tuyệt vời hơn. Và xin chúc tất cả các bạn đang theo dõi chương trình sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ theo dõi kênh của Ninh để có thể tiếp tục theo dõi những cái video clip tiếp theo nhé.